Không biết, chưa vào bao giờ. Mười mấy cây cả. Đi từ đây đến đấy mấy tiếng. Ba tiếng nữa đến đây. Ông giáo vừa nãy ông bảo là 2 tiếng. Cảm ơn.
Nhà hai này, cậu hướng dẫn là ba này. Không. Không. Ăn mồm. Ăn mồm à? Có ngoan không? Chăm sao? Anh đứng đây ở kia đây. Anh ra là sao? Anh nhìn lại cái sản phẩm của anh như sao? Mày khổ thật. Linh hồn theo tôi do đúng lắm. Kệ có cái ao đỏ trước này cực rồi. Chụp tàu phát. Mua mỗi lại chụp tàu phát. Nắm đê. Người ta giờ chưa có một cái là chụp một phát. Cậu thả nên có lúc này. Tay máy chụp nữa rồi. Mình hút một phòng chụp được. Giờ đối tượng rồi. Đẹp thế đéo. Năm. Thế nhưng mà hỏi thật cháu đã thích đấy chưa? Chưa. Vậy tại sao? Không có anh. À, tại vì không có ai thích mình. Thế nhưng mà nếu có anh nào thích mình thì mình có lấy không? Có ạ. Nhưng mà lấy chồng sớm. Mình đẻ ra con. Bây giờ bắt đầu tính cười tươi rồi. Lao động làm. Lấy là gạo, thắp thấp lên. Mình cứ để từ từ mình làm ra cả. Đúng không? Ê, cháu theo cái váy này để chuẩn bị cho lấy chồng. Mấy hôm nay mới được làm cái gì? Thế sao mình không đeo sẵn bộ váy áo thật đẹp xong là lấy chồng mà? Ô, cái nhà cháu có mấy anh chị em? Hai chị em là của em trai, không hai em gái. Thế tiêu chuẩn cháu thì phải chọn người con trai như thế nào thì mới lấy cháu được? Không biết à? Không, mình phải đặt ra ví dụ anh phải khỏe này, anh phải hiền lành này. Anh chẳng có thì lao động. Rồi, xuống rồi. Thế giả sử bây giờ mà cháu đấy lại chồng rồi, cháu anh chồng ấy lại thích đi lấy thêm một cô gái khác, cháu có đồng ý không? Chưa đã gì được. Không đồng ý. Tại sao đấy? Ông chú có đôi kiểu suốt một năm. Chồng là của riêng mình đúng không? Ai nếu sao ai ở đấy là chồng là của riêng mình. Anh chụp kéo anh. Đi, chụp vào đây đi. Chụp vào đi. Nằm về không? Nằm về thì về, để mình xin đường về với các bạn.